bạn nha, chúng ta đi tiếp cái tẩy tế bào chết này dành cho các bạn nữ thôi, chứ nam thì dùng cũng được. Trước đây mình đã chia sẻ cái video về cái tẩy tế bào chết rồi các bạn nha, cũng rất là gớm luôn á. Thì các bạn nào mà chúng ta thường đi đường hoặc là làm việc trong cái môi trường bụi bẩn nhiều, chúng ta nên tẩy tế bào chết, hoặc là không làm trong môi trường sạch văn phòng thì cũng vậy thôi nha. Tẩy tế bào chết rất là hay. Nếu mà các bạn có thời gian thì chúng ta nên dùng cái này thay thế cho cái sữa rửa mặt vẫn được các bạn ha. Thay thế cho sữa rửa mặt luôn các bạn nha. Hoặc là kết hợp sữa rửa mặt thì nó càng tốt hơn nữa. Thì mình thấy xài cái này rất là hiệu quả, miễn là tẩy tế bào chết là được. Còn của hãng nào thì các bạn tùy theo cái da của mình thích ứng hay không, chúng ta chọn cái sản phẩm phù hợp. Chứ mình nghĩ không nhất thiết phải sản phẩm xịn, sản phẩm cao cấp, sản phẩm nước ngoài các bạn ha. Tẩy tế bào chết thì mình thấy nó cũng giống giống nhau thôi, tính năng cũng tương tự nhau thôi. Rồi thì sản phẩm này đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm của Hàn Quốc, video trước hình như mình có giới thiệu rồi các bạn. Video trước mình có giới thiệu về cái này rồi. Rồi các bạn có thể xem cái địa chỉ chúng ta đến trực tiếp mua, hoặc là các bạn đặt qua cái link bên dưới, mình chỉ giới thiệu giùm thôi. Còn các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu chúng ta đăng ký mua ha. Cái tiếp này khá là to, nếu mình tính ra thì nó cũng khá là mềm các bạn nha. Tính ra giá thành nó khá là mềm. Cái của mình ít xài lắm, mình xài cái năm gần năm mình chưa hết cái tiếp mà video trước á mình giới thiệu với các bạn á. Các bạn nào xài thường chừng 2 ngày xài 1 lần á thì mình nghĩ cái tiếp này xài chừng 4-5 tháng là hết. Tiếp này rất là nặng. Cái này cũng 300 gram, 300 hay 500 gram gì lận các bạn nha, khá là nặng các bạn nha, khá là nặng. Họ rất là chu đáo các bạn ha, nè ghi rất là kỹ lưỡng luôn á, chia sẻ rất là kỹ lưỡng luôn ha. Rồi các bạn ha, sản phẩm Main Korea của Hàn Quốc các bạn ha, nghĩ rất là thơm. 300 gram mà thấy nặng tưởng đâu còn gần 500 gram, 300 gram các bạn ha. Ở trong có cái nắp đậy che nữa nè. Đây ở video này mình không có khui, không có test thử cho các bạn coi nha, chỉ là lấy hàng thôi cho các bạn biết sản phẩm này là chất lượng không. Rồi đây link bên dưới mình sẽ đưa cho các bạn xem. Rồi cách dùng thì đơn giản rồi, chúng ta thấm một ít nước các bạn ha, trên lòng bàn tay. Chúng ta thoa một lớp bằng kem đánh răng á, bằng cái lớp kem đánh răng mà chúng ta đánh thường ngày ha. Chúng ta thoa đều lên mặt để chừng 1 phút 30 giây vậy đó là nó thấm dần. Chúng ta so đều trên cái mặt chúng ta, nó sẽ đi theo những cái lớp tế bào chết rất là dày. Nếu mà chúng ta 3 ngày ha, 3 ngày mình chúng ta làm 1 lần, chúng ta rửa mặt tẩy tế bào 1 lần thì nhìn kinh khủng lắm mà không tưởng tượng nổi đâu. Rửa mặt là không được các bạn nha, dùng sữa rửa mặt là không bằng đâu, không có tẩy được những cái lớp đó đâu. Mà các bạn dùng cái tẩy tế bào chết thì nó rất là hiệu quả luôn á. Thì các bạn nào muốn dành làn da mịn sáng đẹp nữa thì chúng ta tùy kết hợp cái loại sữa rửa mặt nào đó chúng ta kết hợp thôi. Bạn sử dụng rất là lâu các bạn ha, 2019 tới 2022, 21, 22, 3 năm luôn. Mình sử dụng tới 3 năm lận. Mình chia sẻ thêm luôn các bạn nha. Có mình bán trong siêu thị các bạn. Có nhiều khách hàng hỏi mà mình có kinh nghiệm biết mình nói thì cũng hơi kỳ, nhưng mà có đôi lúc cũng phải nói các bạn ha. Thì đối với những cái hàng mà hóa mỹ phẩm là hạn sử dụng tối thiểu là 2 năm, 2 năm tới 3 năm. Nó thành ra là cái nhà sản xuất ví dụ sản xuất sản phẩm này rồi đi,
mà tới khi mà cái siêu thị đóng cửa không biết là cái nó hết hạn sử dụng chưa. Đó, bột giặt nè, dầu gội nè các bạn ha, rồi đó, mấy cái nước rửa chén, rồi ba cái này kia, nói chung là hóa mỹ phẩm mấy bạn nha, hạn sử dụng rất là lâu. Chúng ta hạn chế hỏi hỏi thăm về cái vấn đề mà hạn sử dụng, mình chia sẻ cái đơn giản thôi. Chúng ta nhìn cái bao bì ha, các bạn nhìn cái bao bì bóng lưỡng mới này kia ha, sáng đẹp ha, là hạn sử dụng nó bảo đảm nó còn dài, nó còn nhiều, nó còn xa. Còn những cái loại nào mà cũ quá nhìn thấy gớm luôn ha, hoặc là cái màu nó bị phai mờ theo thời gian, thì chúng ta hay xem là cái đát lúc đó là những cái sản phẩm đó nó cũng sản xuất cũng năm mấy 2 năm mà cũng chưa hết hạn đâu, mình đã đảm bảo các bạn cũng chưa hết hạn đâu ha. Thì chúng ta nhìn cái bên ngoài sản phẩm, chúng ta đánh giá được là nó còn hạn sử dụng hay không, đối với hàng hóa mỹ phẩm thôi. Còn thực phẩm tươi sống, xúc xích này kia, các loại ăn liền thì chúng ta nên kiểm tra, mì gói này kia chúng ta nên kiểm tra, còn mấy cái hàng hóa mỹ phẩm chúng ta hạn chế kiểm tra, hàng sử dụng rất là lâu. Rồi mình chia sẻ với bạn xíu thôi nha, còn cách sử dụng thì đa phần chúng ta đều biết rồi. Thì khuyến cáo các bạn nên sử dụng 2 ngày 1 lần, bạn nào kỹ quá thì 1 ngày 1 lần cũng được. Rồi rất là hiệu quả cái gì mình chia sẻ các bạn luôn nè. Đối với những bạn mà hay thức khuya hay là mụn cám nhiều ha, chúng ta trước khi mà chúng ta đi ra ngoài giao tiếp hay là gặp gỡ ai, chúng ta nên dùng một tiếp nhỏ nhỏ thôi, một miếng đầu lóng tai Úc mình nè, đó chúng ta chà chà rửa hết mặt đi ha, rất là mịn ha, chúng ta chà kỹ, chúng ta chà thì mình ví dụ đi, ví dụ đây là cái mặt đi ha, chúng ta chà từ cái kẽ kẽ mũi, sống mũi nè, rồi cái mép miệng cầm này kia nè, rồi chúng ta xài nó rất là hiệu quả hơn là cái sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì nó tẩy không bằng đâu các bạn ha, tới tế bào chết thì chúng ta tẩy, chúng ta nhìn rất là dày luôn, cái lượng tế bào mà nó đi theo cái nước như lại sản phẩm chúng ta rửa, nhìn rất là kinh kinh dị luôn. Rồi chia sẻ với các bạn như đây thôi. Rồi các bạn có nhu cầu tìm hiểu, chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta vào link bên dưới chúng ta tham khảo nha, mình chỉ giới thiệu thôi chứ mình không có bán. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.